Yo, hello nha, chào người nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đây đúng người nha. Xin chào anh em của game Dragon Kitty. Ok, theo yêu cầu của anh em rất là nhiều thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm game Dragon Kitty này để xem nó có gì đặc biệt. Thật sự tôi chưa chơi đến thời loại game này bao giờ nên là chắc chắn là sẽ có nhiều cái học hỏi và kinh nghiệm rồi anh em. Hôm nay mới tải game về ngày đầu anh em xem nào. Game đồ họa nhìn trông cũng khá là hoạt hình ấy nhờ. Pet à? À, game này thuộc dạng nuôi pet hả? Mới là game này thuộc dạng nuôi pet hay như là tôi chưa biết anh em. Thì chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu để xem là game này là nuôi pet chiến đấu hay là thiệt hại như thế nào nhá. Vậy sao? Rồi. Làm gì? Từ. Vô. Cho ăn là lên cấp đúng không? Cho ăn là lên cấp đúng không? Tăng sức mạnh level 2 này. Cho ăn hết đi bắt đầu đi trồng này đúng không? Bắt đầu mình cho ăn hết đi để đi trồng này anh em. Nhìn lắm. Chắc chắn luôn anh em. Giờ hết rồi, bắt đầu qua shop. Nông trại. Rồi. Trồng. À. Ô, cũng thú vị nhờ. Chưa biết thế nào nhưng mà trước mắt thấy cũng ok đấy. Nhiệm vụ go. Uầy. Dung hợp hả? Đây dung hợp hả? Rồi sao? Thẻ mới chơi chưa hiểu hết các bạn. Gì đây nữa đây? Rồi sao? Ok gì nữa đây? Ok. Gen quà. Liên kết Facebook hả? À liên kết tài khoản anh em. Ok. Tiếp tục. Có gì đâu, liên kết tài khoản gì đâu anh em. Rồi ok. Cam. Rồi được 10 game. Đăng nhập mỗi ngày à? Cam tiếp anh em. Đây 1 rồi. Ồ quá trời dương này. Rồi thế giờ công việc chúng ta làm gì? Để ấp trứng à? Ok xem nào. Rồi. Làm gì đây? Ồ lại bét mới anh em. Man. Từ. Nhiệm vụ này. Kích vô. À lại tăng cấp chỗ này anh em, tăng cấp chỗ này thật. Nào lên level 3. Ổn luôn. Rồi. Rồi gì đây? Kích vô. Rồi sao? Chiến đấu à? Đây chắc đây chiến đấu anh em. Mới chơi. À đây anh em chiến đấu ra trận này. À có kim đồng hoàng nhá. Có kim đồng hoàng các bạn nhá. Đùa có kim đồng hoàng anh em. Đánh mất máu đồng hoàng đấy. Đó. Đấy. Bất giỡn các bạn. Win. Xong một cháo. 7 màu. X2, X3. À ok. Còn chế độ auto luôn các bạn. Đấy. Còn chế độ auto luôn. Trời ơi. Chấp. Win. Rồi, missing win anh em, victory. Rồi sao? Victory rồi, dậy sao? Đợi thời gian nếu chơi được hả? Rồi. Up hoài vậy, rồi sao nữa? Trồng cây nào? Quay cây nào cũng mua bằng cái này đắt thế nhờ. Trên có mua bằng 1000 kìa. Nào thì 250, trồng thử coi. Ồ, mới chơi mà cũng chả hiểu gì lắm các bạn. Thêm rồng nào. Uầy các bạn chắc phải cày, bắt đầu cày đến lên rồng à anh em. Nuôi rồng lên rồng chiến đấu à. Tôi chả hiểu thế nhiều anh em có giới thiệu bảo anh game này hay lắm anh em. Anh tải thử chơi thử đi. Hôm nay mới tải về các bạn mình thấy. Mình mới vào chơi thôi mình cũng đã cảm thấy hơi hơi khó hiểu rồi các bạn. Một cháu. Hai cháu. Rồi sao? Nuôi hả? Nuôi hay sao? Cái này nuôi hay sao? Rồi cái này sao úp lên được không? À có úp này các bạn này. Ui nhưng úp tốn nguyên liệu lắm. Game này có cốt có kiếp gì không? Cái này chắc cũng có hỏi anh em từ thôi chứ tôi cũng chịu các bạn. Xem nào, support game gì đây? Thôi, lại cài đặt đi mà. Ok, chúng ta có những gì đây? Xem nào.
Có ba cháu rồng. À ừ, tôi đi nâng cấp rồng của tôi nhỉ, tội gì đúng anh em. Đây. Đó, thu này. À. Đây anh em, này vào 4. Pull rồi à? Rồi sao? Tấn công hả? Go hả? Vô nào. Tiếp nào anh em. Tiếp tiếp nào. Kiếm đối thủ nào. Rồi sao? À chắc là đợi đợi đối thủ à. Nàn ý, khó hiểu thế. Toàn tiếng Anh nữa các bạn, tôi không hiểu các bạn. Tiếng Anh nữa chưa hiểu, thôi cứ đi làm nhiệm vụ theo yêu cầu các bạn, thật dễ. Đợi đối thủ anh như nào đây. Rồi vào sao. Ủa nãy vào ngon đấy mà sao giờ vào khó nhờ. Ok chắc phải đợi người mới vào được anh em. Chả hiểu. Đây chắc là nạp đầu anh em, nạp đầu này, nạp đầu được con rồng này. Bao nhiêu nạp đầu bao nhiêu? Ưu đãi 9.000. Thôi. 24 đô anh em, quên không nhìn các bạn, 24 đô, 10 đô là 200 mấy, hơn 500.000 các bạn. Nhá hàng phát 1 hàng 500.000. Rồi sao cho em làm gì đây? À đây anh em úp rồng này, ai úp rồng vào này. Đó, đợi 27 giây nữa là xong một cháu rồng. Thì đây. Vẫn là làm nhiệm vụ hả? Đây chắc vẫn là làm nhiệm vụ hàng ngày các bạn. Hào. Hào. Đào. Vừa này chưa được mở được level 9 mới mở anh em. Úp never. Ok. Úp never. Úp lên các bạn. Úp cho nên cao hơn. Ồ vẫn chưa được à. Đây cháu rồng nở ra rồi anh em này. Xem nào. No, bán làm chi. Mở ra. À là phải mua thêm chỗ để rồng vào anh em. Thú vị thế nhờ. Oh man. Shop này. Để shop anh em. Có bán rồng. Bán chỗ ở. À. Ok chưa. Rồi 54321. À mỗi con rồng đặt một chỗ hả? Kiểu vậy đúng không? Kiểu mỗi con rồng là được đặt một chỗ đúng anh em. Rồi level 4. Đây rồi anh em. Oh man. Em level 4 rồi. Lại boost bao nhiêu đây? 49 đô toàn nạp thế này. Cái gì mà toàn nạp không vậy trời. Chưa hiểu lắm nha, chưa hiểu lắm nha. Rồi lên cấp 5 này. Red. À vốt 5 sao anh em, để vốt 5 sao này. Chắc cú luôn. Rồi con rồng này sao mà mở ra được. Rồi ok. À thêm. Rồi ok, đã hiểu. Nên nào, úp never cháu nó nào. Ok. Thu hoạch trái cây nào. Level 6. Ừ, trên lúc bắt đầu hiểu dần rồi các bạn. Trồng cây nào. 250. Hết à? Hết hồ đấy sao? Trồng không được đấy. Để làm sao? 50. Trời, mở thêm lại 50 nữa anh em. Toàn thế nhờ. Đây có gì đây? À, được quả trứng, được quả trứng anh em, được quả trứng, được quả trứng. Được quả trứng thế nào, quả trứng này bao nhiêu, mở luôn. Rồi, thêm cháu rồng nữa anh em. Rồi, 5 cháu rồng. Ok, 5 cháu rồng về đội rồi. Nuôi hồi đống rồng luôn rồi làm gì. Vấn đề là nuôi nhiều rồng thì đều làm gì các bạn. Hoang mang quá. Bắt trận nào, thế rồi.
Ok, chiến đấu coi. Chơi hồi không hiểu gì luôn anh em. Đấy, không biết nhưng mà thấy rất nhiều anh em bảo là anh chơi thử đi, hay lắm. Ừ, thấy chơi thì cũng thấy vui mắt các bạn, được cái thì em chơi vui mắt thôi. Thấy chơi game vui mắt thôi anh em. Chứ chưa thấy gì đặc biệt lắm, được cái chơi thấy vui mắt thôi. Rồi ok, mình win chắc rồi. Mình bắt kèo này win chắc luôn anh em. Win chắc luôn. Victory. Thắng 2 trận. Cam. Ui. Thêm hàng mới về anh em. Đợi 1 phút 58 giây các bạn là mở ra dòng mới. Đây là gì? Là sao? Đặt hai cháu rồng vào đôi anh em. Để đặt hai cháu rồng vào để ra một loại rồng mới à? Phải vậy không? Đúng không? Đặt hai cháu rồng vào để ra một loại rồng mới đúng không bạn? Ok, thử con đôi này coi. Đó, giờ đang up anh em, đợi ra dòng mới, hai con để ra dòng mới. Úp này, lên luôn, 25.000 EP, ui lên level 7 luôn, com. Level 8 luôn. Gì đây? Ô. Dòng xịn các bạn, được tặng dòng xịn đó. Ok, dòng xịn nhưng mà hiện tại chưa ấy được. Evan new gì đây? Let's go. Ui, hơi khó hiểu các bạn nhưng mà thôi chắc tôi sẽ tìm hiểu dần. Mấy cả anh em có gì hướng dẫn thì phần comment nhé. Mới trải nghiệm ngày đầu các bạn đấy thì cũng theo yêu cầu của anh em rất nhiều. Đấy cũng trải nghiệm cái game xem như thế nào. Trước mắt thì thấy cũng hấp dẫn anh em. Được cái game thì thấy cũng hấp dẫn đấy chứ không phải là không đâu. Đây quả rồng này sắp nở rồi anh em. Đợi quả rồng này nở coi nha. Rồi ok các bạn mở quả rồng này. Này, đặt vô đây luôn. Ui hàng giờ anh em. Chú rồng này hàng rồng hàng giờ này. Đấy, chè hàng ngon các bạn, hàng ngon. Rồi. Ngoài nâng cấp ra thì còn một số chỉ số nữa này. Cái này kia mở. Ui, căng đấy. Thì chưa hiểu lắm bạn, hay tôi bán nó rồi đấy. Còn ông trời. Ui, nói chung chơi một hồi tôi cũng chưa hiểu gì lắm. Ok, nói chung thì cần sự giúp đỡ của anh em thôi. Chịu các bạn. Nữ gái thì nhìn game được cũng hay. Chưa hiểu thì nó chưa hiểu là chơi game này làm những nhiệm vụ gì anh em, hay là cứ làm nhiệm vụ ALL, cứ làm nhiệm vụ các kiểu này thôi. Nó cứ trồng cây nuôi rồng chiến đấu thôi đúng không anh em. Trong về sau thì up rồng lên nữa đúng không các bạn. Sương sương hiểu quá sương sương vậy. Mới còn biết là game có bản code bản kiểu gì anh em nhỉ. Tôi sẽ tìm hiểu và sẽ trả lời làm tiếp vào anh em video tiếp theo. Hôm nay sẽ trải nghiệm sương sương thôi các bạn nhé. Ok, video tạm thời này xin phép các anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở tiếp theo nha. Giờ thì bye bye.